Aquaseline, lăn nách không mùi đến từ châu Âu, nay đã có thêm dung tích 20ml. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Tưởng đã chốt sổ với đội hình 8 thành viên gồm Trường Giang, Trương Thế Vinh, Trương Phạm, Ngô Kiến Huy, Liên Bỉnh Phát, Caric, Lan Ngọc, Thúy Ngân. Running Man Việt mới đây đã gây bất ngờ tung cú twist, mùa 2 sẽ có tất cả 9 thành viên. Cụ thể trong bài đăng tung hình về chiếc bóng của thành viên cuối cùng, fanpage Running Man Việt Nam chia sẻ, để chiều lòng fan hâm mộ nên ban tổ chức đã quyết định đầu tư khủng để thêm thành viên thứ 9 vào dàn cast nhằm tạo sự đa dạng, đặc sắc và hấp dẫn hơn cho chương trình. Đây chính là một trong những nhân vật được mong chờ nhất của dàn cast Running Man Việt Nam mùa 2. Khác với những lần gợi ý trước, gợi ý lần này xem ra đã làm khó cư dân mạng. Bên dưới bài đăng, dân tình thi nhau dự đoán về thành viên cuối cùng của đội hình mùa 2. Hàng loạt những gương mặt được xướng tên, trong đó chắc chắn không thể thiếu được Jack, nam ca sĩ được các fan cực kỳ mong chờ, đồng thời là gà của đơn vị sản xuất. Ngoài ra, Ari Hoàng Dương, Xuân Nghị, KICM, BB Trần cũng được gọi tên. Trước sự nhộn nhịp này, các nghệ sĩ khác cũng nhanh chóng nhập cuộc, tự nhận mình là nhân vật ẩn đằng sau chiếc bóng đó. Điều này khiến minigame càng trở nên sôi động hơn, không biết thật giả như thế nào. Giữa lúc mạng xã hội rần rần với thông tin về dàn cast Running Man Việt Nam mùa 2, Thánh Trời Giờ khiến người hâm mộ chạnh lòng khi tiết lộ lịch làm việc trống đến giao thừa năm sau. Bên cạnh đó, netizen cũng phát hiện BB Trần đã rủ rê Khả Như cùng đi thu âm trong lúc rảnh rỗi. Không những thế, khi quản lý cũ của BB Trần chia sẻ dòng trạng thái ở Ý, đi một vòng các page, đọc comment mà thấy buồn, Thánh Trời Giờ cũng để lại bình luận bên dưới bài đăng. Hoài luôn, đừng ăn mày quá khứ nữa anh. Như vậy, hai thành viên cũ sẽ không trở lại với mùa 2 là Khủng Long Trấn Thành và Thánh Trời Giờ BB Trần. Ở mùa 1, Ngô Kiến Huy và BB Trần được xây dựng như một cặp đôi đam mỹ, được fan nhiệt liệt đẩy thuyền. Thậm chí cả hai còn gọi nhau là vợ, chồng và có nhiều khoảnh khắc tình tứ. Chính vì vậy, sự vắng bóng của BB ở mùa 2 chắc chắn sẽ khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối. Vì dù gì, đây cũng là hai gương mặt tạo được nhiều tiếng vang ở mùa giải đầu tiên. Mới đây, trên trang cá nhân, Jack chia sẻ hình ảnh anh ngồi chơi nhạc cùng dòng trạng thái, đủ nắng, hoa đã nở. Người hâm mộ đón nam ca sĩ đang thả thính về một dự án âm nhạc sắp ra mắt. Ngay sau khi đăng tải, bài đăng này của Jack đã nhận về một lượt tương tác khủng. Cụ thể, chỉ sau một phút xuất hiện trên Facebook, dòng trạng thái này đã thu về hơn 5,9 nghìn lượt like và 774 lượt bình luận. Phía dưới bài đăng, giọng ca Hoa Hải Đường gây chú ý khi để lại bình luận khá ngang ngược, khiến fan không ngừng reactions. Cụ thể, Jack comment: "Tự nhiên, nay viết chữ sẽ, đúng chính tả. Thấy đau lòng, bình thường là sẽ. Cơ mà, Tuấn ơi, đã là đom đóm thì sẽ quen với việc thần tượng thường xuyên viết sai chính tả, đặc biệt là về dấu hỏi và ngã. Thế nên, lần này không những viết đúng mà Jack còn tự thắc mắc, khiến fan chỉ biết cười bò trước sự đáng yêu này." Không lâu trước đó, Jack cũng từng đăng tải hình ảnh chụp trong phòng thu cùng dòng trạng thái với một bông hoa hướng dương duy nhất. Dù không nói không rằng, tấm ảnh được đăng trên fanpage của Jack đã thu hút đến 110.000 lượt tương tác cùng hơn 11.000 lượt bình luận. Phải nói rằng, đây là con số khá khủng khiếp cho bài đăng trên mạng xã hội của một nghệ sĩ. Với hình ảnh tối om như mực, các fan của Jack thậm chí còn tự tăng độ sáng để được nhìn thấy rõ mặt thần tượng. Thế nhưng, điều khán giả quan tâm hơn cả đó chính là khung cảnh background đằng sau. Có vẻ như Jack đang trong quá trình thực hiện một sản phẩm âm nhạc và đang từng bước thả thính với các fan về việc tung ca khúc mới. Thời gian gần đây, cùng với sự trở lại của nhiều nghệ sĩ V-Beat đang được khán giả hết mực quan tâm. Đặc biệt là màn tung hình này của Jack càng được trông đợi khi mới đây Sơn Tùng MTP cũng vừa tung ra MV mới. Hãy chờ đón những động thái tiếp theo của nam ca sĩ để biết thực hư liệu Jack sẽ có MV mới hay có mặt trong dàn cast của Running Man phiên bản Việt mùa 2 không nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Đừng quên nhấn like, share và comment cho chúng tôi biết bạn muốn nhân vật bí ẩn cuối cùng của Running Man là Jack hay gương mặt nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!